em xin chào mọi người nhé. Hôm nay Hùng JBL có chút thời gian, em làm video để tâm sự với mọi người và chia sẻ với mọi người một chút về đôi loa JBL 838. Nó được thiết kế với một bass 50, một trung 30 và một bass chất kèn các bác nhé. Thì đây là dòng loa của Mỹ xịn, nó được sản xuất vào những năm khoảng đầu 9 cho đến cuối những năm khoảng sát 2000. Đây là một sản phẩm mà được người Mỹ đã thiết kế và sản xuất ra đấy, nhằm nhu cầu phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc giải trí. Nó được sử dụng rất nhiều rộng rãi trên thế giới và cũng như là ở Việt Nam chúng ta. Đây là một dòng loa luôn được sử dụng ở trong các show lớn, sự kiện hoặc những buổi hòa nhạc, trong rạp hát, rạp chiếu phim đấy. Bởi vì nó được mang thương hiệu JBL, một hãng loa nổi tiếng của thế giới, có lịch sử về thiết bị âm thanh và được sản xuất tại nước Mỹ. Nó cũng được sinh ra từ nước Mỹ các bạn. Người Mỹ người ta đã nghiên cứu ra những đôi loa như thế này và những thiết bị đồng như là thiết bị cũng giống như là cờ lao, đẩy cờ lao hoặc là một số những cái mặt hàng khác về thiết bị âm thanh, thiết bị điện tử nhằm phục vụ cho chương trình giải trí của con người. Nó mang một chất âm rất tuyệt vời mà cho đến ngày hôm nay chúng ta đang được thưởng thức nó. Thừa kế những sản phẩm của người Mỹ người ta đã sử dụng những năm trước đây, bây giờ thì người Mỹ người ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, luôn đi trước chúng ta, và người ta đã có sở hữu những thiết bị âm thanh đắt tiền và rất là chất. Người ta đã bỏ lại sau lưng những sản phẩm như thế này, nó đã đi vào dĩ vãng với người Mỹ và bây giờ nó đã về đến Việt Nam chúng ta để cho chúng ta được sử dụng và chúng ta được sở hữu những cái sản phẩm này để giải trí. Với đôi loa này chúng ta có thể nghe nhạc, chúng ta có thể hát karaoke hoặc là ở những nơi có những buổi tiệc sân khấu hoặc là những vũ trường, quán bar, karaoke, đặc biệt là karaoke những quán phòng trà thì người ta hay sử dụng những đôi loa như thế này của dòng loa Mỹ, vì nó có một chất âm nghe rất là tê tái, đi vào lòng người các bạn, nhẹ nhàng, êm và sâu lắm, ngọt ngào từng nốt nhạc, từng chi tiết một, rất nhẹ nhàng, êm ái, nó không chói gắt và nó cũng nghe chúng ta nghe lâu nó không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi chúng ta mệt mỏi chúng ta về, chúng ta chỉ mở một bản nhạc nhẹ nhàng, chúng ta nghe, chúng ta thưởng thức thì chúng ta cảm nhận được mọi cái lo toan mà vất vả mệt nhọc hàng ngày chúng ta vẫn phải đối mặt với nó. Nó sẽ giúp cho chúng ta có những giây phút giải trí thật là thoải mái về tâm trạng. Các bạn, những đôi loa như thế này nó cách đây khoảng tầm 20 năm hoặc trên 20 năm gì đó, thế nhưng bây giờ nó vẫn còn giữ được cái hình dáng bên ngoài như thế này và cái chất âm như thế này. Các bác thấy là chất lượng của nó rất là tốt. Thì bên em vẫn luôn tìm và săn tìm vào những cái sản phẩm như này để đem ra thị trường và cung cấp cho anh em ra chơi. Thực sự là em hôm nay cảm nhận âm thanh của một đôi loa phát ra từ những bản nhạc như này mà những giây phút mà chúng ta mệt mỏi hoặc là những khi mà chúng ta vui vẻ, chúng ta có thể mở những bản nhạc nó sôi động hơn một chút thì đôi loa này nó đều đáp ứng được các bạn. Công suất của nó cũng khá là lớn, với một đường kính bass nó là 50, khá lớn. Đánh ở không gian mở thì con này nó mang âm thấp cực hay luôn các bạn. Dòng loa Mỹ này thì chúng ta cũng không phải bàn cãi gì về nhiều chất âm, chúng ta chỉ nói với nhau là ở thời điểm này những đôi loa mà nó như thế này nó cũng rất là ít. Thì Hùng JBL là một kênh mà thường xuyên cung cấp những cái thiết bị âm thanh của Mỹ và những hãng danh tiếng. Em liên tục về những đôi loa như này để phục vụ mọi người.
mọi người mà xem video của em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ. Đấy, kênh của em Hùng GML, em có số điện thoại là 0936 019001, và một số thứ hai nữa là 0948 117 865. Em ở Chí Linh, Hải Dương. Em rất là vui lòng được phục vụ anh em trên toàn quốc với những cặp loa JBL như này và những lòng loa khác nữa của Mỹ. Video ngắn này em chia sẻ một đoạn nói chung về dòng loa Mỹ, và bên em còn rất là nhiều những dòng loa khác nữa. Rồi, bác nào có nhu cầu mà mua những cặp loa này thì liên hệ với em qua số điện thoại em vừa nói trên, và các bác bấm đăng ký kênh. Ngoài ra em còn có những cục đẩy, con vang số, bộ mic. Các bác cần tư vấn và cần những thiết bị âm thanh cao cấp và chất lượng cao thì các bác liên hệ với em. Các bác chỉ cần bấm vào nút đăng ký kênh màu đỏ bên dưới. Kế tiếp nó là một cái nút hình cái chuông, thì các bác nhấn vào đó để nhận thông báo. Tại vì là như ngày hôm nay em về được 2 đôi 935, dòng 3 số, hình thức nó cũng giống như này nhưng nó nhỏ hơn bát 40, còn đẹp long lanh như mới. Nhưng mà cũng thiệt thòi cho em, hôm nay là em không kịp làm video clip bởi vì khách hàng đã đến gặp và lấy luôn, em không có cơ hội để quay video clip để khoe với các bác nữa. Đấy, vậy các bác thì theo dõi kênh của em, đăng ký, nhớ đăng ký và theo dõi. Mỗi khi mà có sản phẩm mới và em chỉ cần đăng lên, thì những sản phẩm như này nếu nó đẹp xuất sắc, giá nó cũng không phải là rẻ các bác ạ, nó cũng trên tầm trên dưới 30 triệu một chút. Nhưng có những bác luôn săn tìm những cái sản phẩm như này mà không tìm được những cái sản phẩm mà còn đẹp. Ngoài những cái sản phẩm mà đẹp xuất sắc ra thì bên em thường cung cấp những cái đôi loa như thế này về độ zin, như màng, như côn, nhẹ, là bao zin cho các bác tuyệt đối, không sửa chữa mà chưa sử dụng ở Việt Nam. Còn về loa bãi thì nó có thể nó có những nốt nhỏ như thế này. Đấy, thì về các bác có thể xử lý lại qua đi một chút hoặc lau chùi đi nó sẽ sạch. Và video ngắn em làm đến đây, cảm ơn các bác chú ý theo dõi kênh của em, và chúc mọi người luôn vui vẻ, có những giây phút mà cảm nhận được những giây phút giải trí thoải mái nhất và êm ái nhất. Em xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của em giờ phút này. Em xin thành cảm ơn mọi người ạ.